Nó để đưa cái bức hình này vào trong Banimax ấy, chúng ta thật phải chúng ta kiểm tra Provotip xem kích thước của bức hình trong phần detail. Ở đây mình sẽ làm 7, 14 và 1238 nhé. Chúng ta vẽ một cái blend ở trên mặt top cũng được, ở trong trường này mình sẽ trên mặt run. Modify, đây mình để một lưới thôi. Và kích thước mình xem lại với mình quên mất rồi. 714 1238. Sau đó chúng ta sẽ zoom nhỏ cái màn hình này lại, bấm Alt V kép để về một view nhìn. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái hình vào, cái hình mà cần đưa vào. Bạn cầm cái bức hình bạn kéo vào, kéo nhiều kiểu, chúng ta kéo trực tiếp đưa vào Banimax. Kéo nhớ các bạn là phải đưa tấm plane này, đừng đưa ra ngoài nhé, đưa ra ngoài nó sẽ vào nền đấy. Đó, như thế là mình đã đưa được bức hình vào rồi. Giờ mình bấm mật F, F3, bỏ G đi. Thường thường nếu mà bạn muốn cái bức hình mà chúng ta sẽ nằm ở bên trên cái đối tượng chúng ta được vẽ, chúng ta sẽ xoay đi một tí và mình sẽ đưa cái bức hình này xuống bên dưới, dưới cái trục tọa độ này một tí, xíu thì xíu vậy thôi. Em, cái bức hình chúng ta sẽ nằm ở bên trên mà chúng ta vẽ bất kể một cái đường line nào nó sẽ nằm ở góc khung không. Bây giờ chúng ta sẽ đồ cái con tiện này. Đồ cái con tiện này thì hôm trước chúng ta đã học đó là chúng ta sẽ có cái lệnh để đồ, đó là chúng ta sẽ sử dụng đường. Có nhiều cách đồ, chúng ta có thể đồ này bằng lệnh line, lệnh arc. Thì đây chúng ta sẽ đồ, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đồ. Đây chúng ta sẽ vẽ lệnh line nha, chúng ta sẽ đồ. Mình chọn chi tiết này đi, được chưa? Hình tròn thì đi qua đường tròn, đi qua 3 điểm, bạn cứ lấy một điểm tương đối như thế này thôi. Đây, bạn cung tròn thì đi qua 2 điểm đi. Bạn vẽ chính xác, bạn vẽ kích chuẩn kỹ thì nó sẽ để mà di chuyển con chuột nó vào giữa màn hình. Chúng ta có phím tắt, đó là phím Y ngắn, chúng ta bấm phím Y ngắn thì nó luôn luôn con chuột nó ở giữa cái màn hình đó. Chúng ta vẽ nha, Y ngắn năm chuột này, Y ngắn lúc nào nó ở giữa cái màn hình. Bạn cứ tuân thủ cái quy tắc cho mình là cứ đường tròn cung tròn thì đi qua 3 điểm đi. Cái này thì bạn khéo tay thì bạn đồ được, chứ không nhất thiết là bạn kích 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 như này thì nó sẽ không phải sai. Chúng ta bấm phím back trở lại nhé. Bạn cứ đường tròn mà đi qua 3 điểm cho mình, sau đó tí nữa bạn bạn bắt neo bạn chỉnh. Và bạn muốn vẽ một đường thẳng thì chúng ta giữ shift, nó sẽ là một đường thẳng. Sau đó chúng ta kết thúc bằng lệnh shift nữa. Sau đó chúng ta chuột phải để kết thúc lại. Sau khi mình vẽ xong thì chúng ta vào modify và chúng ta vào cái độ số 1 để mình chỉnh. Cái quan niệm của mình là mình cứ vẽ một cái đường này xong rồi sau đó mình chỉnh như thế nào cũng được. Đó là ví dụ chúng ta muốn nó biến thành color thì nó là color, muốn biến nó là smooth thì nó là smooth. Cần chuột Z nhé. Bạn muốn biến nó là beige color thì nó là beige color. Cần chuột Z. Và bạn muốn biến nó thành beige thì nó là beige. Cần chuột Z. Nên là mình cứ tạo một cái đường line trước, sau đó mình muốn chỉnh cái gì thì chỉnh. Còn bạn nào thích chỉnh phát được luôn thì chúng ta vào phần option trong nó, chúng ta chỉnh cho nó được luôn, được chưa? Ở đây mình sẽ biến toàn bộ các cái đường thẳng, các cái điểm này này, Ctrl Z thành chức năng bezier và color. Cái đường có hai cái tuyến để mình uốn. Uốn cái này thì cũng cũng không lâu đâu, Ctrl Z. Trước khi uốn thì chúng ta nhớ là cái phần di chuyển đối tượng này. Đó. Và chúng ta đưa về chế độ bắt điểm hai chục nhá và đưa đối tượng về với tâm nhé. Vậy là chúng ta sẽ di chuyển nó dễ dàng hơn thì nó sẽ chính xác. Cái này đòi hỏi các bạn mới phải kiên trì thì nó mới ra được. Chúng ta sẽ di chuyển cái điểm này là mình cũng để thành bezier corner hết nhé, tất cả đi. Rồi mình cầm mình kéo. Nhớ bạn đưa con chuột vào giữa hai cái trục này này, còn nếu mà để một trục như này bạn chỉ kéo được một trục, đó nó chỉ chạy một trục, mà trục bên trên mà đưa lên trên nó không được. Nhưng bạn kích vào trục này nó chỉ chạy có một trục thôi, bên trên rồi nó không đưa sang ngang được. Đó, nhưng bạn muốn chỉnh được chúng ta đưa con chuột vào giữa hai cái trục này, bạn chỉnh nhé, thì nó sẽ chủ động. Sau đó bạn cứ chỉnh, có thể bạn chỉnh một lần sơ bộ, sau khi sơ bộ xong bạn quay lại bạn chỉnh được. Đó, sơ bộ được.
Còn nếu ví dụ mình thừa thì mình có thể chọn một cái điểm này và bấm delete đi là nó sẽ mất. Đó. Có thừa thì nó bấm mình delete. Đó, cái điểm này bạn muốn cong thì bạn muốn nó cong đi một tí. Cái này là đồ thì nó chỉ là tương đối thôi, còn sau này chúng ta sẽ học là lấy cái file két, đồ trên file két hoặc là sửa trên file két thì nó dễ hơn. Còn đây chúng ta đồ trên cái này thì nó cũng không được chính xác lắm, tương đối thôi. Zoom nó lên thì nó sẽ lộ, mà nhìn sơ qua thì chúng ta nhìn vẫn chấp nhận được. Đó, bạn nào muốn chính xác thì nó đồ cho nó kỹ, đồ đến khi nào được thì thôi, phụ thuộc vào ảnh gốc nữa. Đó. Sau khi đồ xong các cái điểm này thì chúng ta sẽ cho nó chạy thôi. Đó. Rồi, tương đối như thế này nhá. Chúng ta cần chúng ta kéo đồ cho nó đẹp thì thôi. Sau khi được rồi chúng ta kết thúc lại. Và đối tượng này chúng ta chỉ chọn này. Và chúng ta vào modify, modify list. MA. Đây, lệnh ladder này. Thì khi lệnh chọn đối tượng ấy, và lệnh ladder này thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng. Trong cái bảng này thì chúng ta sẽ có, đầu tiên là sẽ muốn xoay cái đối tượng quanh cái trục nào. Ở đây chúng ta sẽ có trục X, trục Y và trục Z. Đó. Ba cái trục này trong phần direction này. Nếu chúng ta để trục X thì được như thế này. Và chúng ta đang xoay quanh cái trục X này này. Được chưa? Xoay quanh trục Y này. Trục Y nó đang là xoay quanh. Đó, trục Y được như này và trục Z. Trục Z được như này. Được chưa? Và xoay quanh trục Z. Được chưa? Trong trường này nó đúng là ở trục Y rồi. Và chúng ta sẽ có nhiều cách. Một là chúng ta sẽ tiếp tục, nó lại có chức năng là align. Align chúng ta đã học rồi. Nếu mà trục nó ở đây này, nó sẽ có là min, center và max. Nếu mà min nó nằm bên trái này, max nó nằm bên tay phải này, còn center nó nằm chính giữa đối tượng. Hiện tại nó đang mặc định nó đang nằm chức năng ở center này. À, mình chọn min. Chọn min thì được. Ok. À, chọn min thì được đối tượng như thế này. Được. Và chúng ta chọn max thì được đối tượng như thế này. Center thì được như này. Muốn vào chức năng chúng ta muốn chỉnh cái axis cho nó ấy, chúng ta cầm kích vào axis này, chúng ta di chuyển cái trục của nó. Thì đây mình gọi là tự do. Đó. Muốn để được cái đường này ấy, chúng ta sẽ cầm nó kéo tự do cho nó phù hợp. Đó. Đó. Cái điểm này F3 này, sau khi mà chỉnh xong mà thấy nó lỗi vấn đề gì đó, chúng ta lại quay lại cái phần line và chúng ta sửa cái đường line này làm sao cho nó phù hợp. Chưa? Đó. Các bạn làm thử đi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đồ. Rồi. Ví dụ mình có một cái nhà có kích thước là 4m và 5m. Và modify này. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ có một cái phèo gọi là nem chân tường đi. Nó chạy quanh cái nhà này thì chúng ta sẽ vẽ. Có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều cái phèo. Ví dụ mình lấy cái phèo nó chỉ là một cái rectangle nữa, có nghĩa là chạy quanh một cái rectangle nữa thôi. Đây là cái phèo đơn giản. Chưa? Còn bạn muốn cái phèo này phức tạp, nghĩa là nó lên chân tường, thì chúng ta sẽ convert cái phèo cái chân này thành edit poly và cái độ số 1 của mình chỉnh đi một chút xíu thôi. Cầm cái điểm này này, bạn cầm bạn kéo nó xuống, cầm tôi Z nhé, để thành bezier corner cũng được. Rồi mình thêm một cái lệnh mới ở trong phần đường line, đó là chúng ta muốn thêm một điểm. Mình muốn có một điểm ở đây á, thì mình có thêm một cái lệnh nữa, và tách nhá, và thêm mid. Được chưa? Ok. Rồi mình sẽ chuột phải vào đây và bắt điểm nhá. Xong rồi bắt điểm ở đây nhá. Ở đây hai đối tượng 2D thì bắt 2.512 cũng được. Chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới có một lệnh là define, là thêm điểm. Poly nó không đúng nhá, vẽ lại trách gì, vẽ lại một cái rectangle
có kích thước là 20 và chiều dày là 100. Đây. Sau đó mình cần vượt SP line nhé. Cấp độ số 1 là kéo xuống bên dưới, nó có một lệnh đó là lệnh define thêm điểm. Cầm cái điểm này mình kéo xuống, bỏ bắt điểm đi. Thì đơn giản như thế này thôi là mình đã tạo được một cái file cong cong rồi đấy. Được chưa? Sau đó mình cho cái file này chạy quanh cái đối tượng này. Cấp độ số 1 mình thoát ra nhé, mình đưa vào đây này. Đó. Mình chọn đối tượng này. Ở đây là chúng ta vào modify, modify list. Phần modify list này chúng ta gõ lệnh SVKF, bạn phải gõ nhanh nhé, còn bạn gõ S xong là gõ VKF ấy, thì nó ra lệnh VKF, mà phải gõ SVKF. Đây lệnh script đây. Khi mặc định để lệnh SVKF ấy thì nó sẽ tự động, nó sẽ chọn mà bằng cái mẫu file mặc định mà ban đấy mất có, nên là hạng dạng angle, dạng góc vuông, dạng tuber này. Đó. Rồi các cái dạng mặc định ở đây, dạng T chẳng hạn, thì là bài của chúng ta sẽ tự động nó chạy theo cái hình mặc định này. Đây mình muốn chạy theo cái hình cho trước, hình đường dẫn cho trước này này. Chúng chọn lại cái link file này và chúng ta xuống dưới chức năng là sử dụng custom selection, có nghĩa chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn cho trước. Sau đó chúng ta kích vào chức năng pick này, mình pick vào đây này. Thì lập tức đối tượng chúng ta sẽ chạy theo cái hình cho trước. Sau khi chạy xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ còn có nhiều phần parameter trong này nữa. Và tạm thời chúng ta sẽ học lệnh script đi. Chúng ta sẽ vào xuống phần bên dưới, nó bấm close tất cả đi. Nó sẽ có hai cái bảng, bảng select type và script parameter. Chúng ta phần vào phần script parameter này. Trong này thì nó có rất là nhiều chức năng xoay, lật và chọn vị trí. Đầu tiên mình sẽ chọn cho bạn chọn vị trí trước. Ở đây chúng ta sẽ vào lệnh align pivot này để chúng ta nhìn được cái dạng review của đối tượng. Đó. Chúng ta sẽ có 6 cái điểm bắt neo này. Đó, 9 cái điểm bắt neo này, nó tương ứng với 9 cái điểm bắt neo bên này. Đó. Chúng ta muốn bắt neo cái điểm nó là điểm cuối này, hai điểm bên trên này, hai điểm bên dưới này, bên nào như nào đó, thì chúng ta sẽ chủ động phần bắt neo, có nghĩa chúng ta lấy cái điểm bắt đầu cho cái đối tượng, nó sẽ nhảy ở đây, kích đây cũng được, được chưa? Đấy, thì bình thường thì nếu mà chạy bên trong như này là được. Đó, đồng ý là chi tiết chúng ta đang nằm ở bên trong này. Đấy, được chưa? Đó. Đồng ý chúng ta tắt cái lệnh align pivot này đi là xong. Và chúng ta các bạn, nhiều bạn là muốn cái file này lật ngược ra ngoài thì sao? Thì nó lại kích hoạt vào đây. Chúng ta nhìn cho nó dễ thôi, còn bạn kích hoạt trực tiếp cũng được. Thì ở đây nó sẽ có chức năng là lệnh lật đối tượng theo trục X, Y và Z. Được chưa? Nó sẽ lật. Đó, thì nó lật ngược lại rồi này. Nó lật ra ngoài đây này, đúng như mình nói đây. Đó. Thì chúng ta sẽ kết thúc lại. Đó, không thì chúng ta cứ bấm trực tiếp trong này cũng được. Nếu lật vào trong này, đây lật ra ngoài này. Lật trên dưới này. Chúng ta có thể kết hợp nữa giữa trong ngoài và trên dưới. Được chưa? Bên trong này, bên ngoài. Ngoài ra chúng ta có thể xoay đối tượng nha, đây nó nằm bên trong này, lật trong lật ngoài chúng ta tùy nhá, tùy vào từng mục đích, được chưa? Tiếp theo ngoài ra chúng ta có thể xoay đối tượng, mặc định là đối tượng này thì mình sẽ trở lại mặc định như nó nhá, đây phào như này đúng rồi, chúng ta xoay có thể như là 90 độ, 90 độ thì lúc này nó giống khung tranh nhiều hơn, lật nó lên đi, đây F3 này, đây khung tranh vào trong này, khung tranh lật ra ngoài này, được chưa? F4 là rõ hơn này. Đó. Thì tùy từng đối tượng, có thể bạn xoay 45 độ hay xoay bao nhiêu độ đó tùy. Tùy vào các bạn nhu cầu là gì thì nó xoay như thế, được chưa? Đó. Kết thúc thì chúng ta đồng ý rồi, tắt đi mà để như vậy là được. Cái mặt cắt này này, chúng ta muốn nó to hơn một chút xíu thì chúng ta vẫn chỉnh được, to nhỏ là do tay các bạn hết thôi. Đó, mình sẽ vào phần xoay này, mình trở lại nó bằng không nhé. Đó,
Bạn muốn cái phao này nó to nó nhỏ lên một tí xíu nữa thì cũng được. Em muốn to. Và vào tách mình cầm mình kéo. Chưa, nó to này, muốn nhỏ này. Muốn dài, muốn ngắn thì là tùy vào tay mình hết. Nó dài này. Dài này, ngắn xuống này. Muốn chỉnh cong, chỉnh kéo thì cứ chỉnh hết ở đây. Nó chạy hết. Nó chạy hết theo đối tượng, theo cái tính năng của mình ạ. Được chưa? Vậy là chúng ta sẽ chủ động được cái vấn đề là mặt cắt nó chạy như thế nào. Bạn muốn thêm một điểm nữa vào đây nó cũng thêm là. Clarify thêm 2 điểm nữa. Cầm cái này kéo ra. Được chưa? Lúc này nó bắt đầu lại ra cái đối tượng khác rồi. Size mình có thể delete. Đó, nó lại ra cái hình khác rồi đó. Được chưa? Bắt. Đấy là về phần chỉnh sửa. Theo mình copy hai cái đường này. Mình để copy luôn. Mình muốn cái hình này nó nhỏ đi tí nữa, 4 mét hay to. Trong trường hợp này là ví dụ nó hơi to. Mình sẽ để khoảng nó tầm 2 mét. Tab 2 mét. Cho nó nhỏ đi chút xíu nữa, kiểu nó bị to quá, zoom lên khó nhìn. À, tiếp theo cái lệnh này mình sẽ xóa lệnh cái script này. Thì đây chúng ta vẫn có một đường dẫn và một mặt cắt. Cái này các bạn cứ gọi là mặt cắt đi nhá, cho nó dễ. Có một đường dẫn và một mặt cắt. Thì chúng ta sẽ vẽ sử dụng lệnh tiếp theo, đó là lệnh chọn đối tượng, bấm vào lệnh BE. Thì nó có chức năng là bevel profile, bevel profile nhá. Cái lệnh này thì nó mặc định thì khi mình chọn phát thì tự nhiên nó bị đối tượng ta được hàn đặc lại. Đó. Nhưng nếu mà chúng ta cũng dùng chức năng classic và kích chọn vào chức năng pick mà F3 là pick vào đây này. Thì cái lệnh này nó giống, nếu mà nó liền này, thì nó giống hệt cái đây hình này. Có nghĩa là đối tượng chúng ta liền thì nó giống hệt cái hình này. Được chưa? Nhưng đây mình đang nói tiếp, nếu mà nó hở thì sao? Mình lại copy tiếp cái lệnh này nha. Cả Z, Shift. Nếu nó liền thì nó giống hệt lệnh script nhá, còn nếu mà nó hở thì sao, sẽ khác đấy. Ở đây mình phải vẽ lại cái đường đường mặt cắt này. Đó. Thì nó sẽ theo quy tắc là bạn phải nghe rõ quy tắc cho mình nhá. Đấy, quy tắc là từ dưới lên trên nó chính là cái chiều dày của cái đường đường la này. Đó. Từ dưới lên trên nhá. Thì mình cứ thử xem thế nào. Trong cái trường hợp này thì mình vẽ từ dưới lên trên này. Mình bật bắt điểm đi nhá. Từ dưới lên trên là chiều dày của đối tượng, đi sang trái nó sẽ nổi lên. Ở đây thì mình sẽ kích xuống đây luôn. Như này là mình kết thúc rồi. Đó. Rồi mình thử dùng cái lệnh script này, bevel profile này nhá. Mình không pick vào cái mặt phẳng này nữa. Bỏ S đi. Mà mình kích vào đối tượng này nhá. Chọn đối tượng này và mình sẽ pick pick vào đây. Đó, thấy không? Đối tượng ta sẽ được đặt lại ở phía dưới. Áp dụng thì chúng ta làm các cái khung tranh cũng được. Áp dụng chúng ta làm các cái cánh cửa nhá. Mình thử làm một cái cánh cửa cho các bạn xem. Đó, mình sẽ vẽ một phần cái cánh cửa ở chỗ này thôi nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái rectangle. Là vẽ phần cửa. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái arc đúng không? Bắt điểm. Ở đây bạn muốn cái arc nó cùng bao nhiêu thì tùy. Đây, ví dụ mình chọn cái arc như thế này. Đó. Sau đó bạn sẽ đồ lại một đường line được, hoặc là bạn tách rồi bạn cắt nó đi cũng được. Nên mình sẽ đồ lại một đường line khác nhé. Trước khi vẽ đường line đáng nhẽ chúng ta phải để chế độ corner corner thì nó không bị chuột phải cái thông lệnh. Sau đó mình xóa cái đi, cái này đi. Chọn cái đường line này, chọn đối tượng, bấm attach. Attach cái đường này. Attach rồi thì hai cái điểm này đang hở, chúng ta chọn theo vertex. Sau đó chúng ta chọn hai cái điểm này, chúng ta weld lại. Weld vertical là được rồi. Được chưa? Kết thúc lại.
Ở đây là chúng ta mới được chi tiết của cái cửa, cái phần cong cong này, được chưa? Giờ chúng ta phải vẽ mặt cắt, mặt cắt của cái phèo. Đầu tiên chúng ta sẽ muốn cái phèo như thế nào, để bấm phím G để nhanh nổi lưới lên. Mình cứ vẽ xong rồi mình cắt nhỏ đi một tí. Ở đây mình vẽ tự do thôi, và mình bắt thêm mà cả lưới nữa. Mình cứ vẽ một hình cái phèo từ dưới đi lên là độ dày của cái phèo này. Thế này này, từ dưới đi lên chính là độ dày của cái phèo. Cho nó non hoàng nó khoảng tầm 3 bước. Bạn cho nó đi sang, đi lên, đi xuống gì đó. Rồi, sau đó nó đi xuống. Cho mình vẽ tự do rồi nhé. Giữ shift cho nó ngang sang, cho nó đi lên. Đó. Này này, nó nằm ngoằng, nằm ngoằng. Sau đó nó đi xuống, cho nó đi lên. Được chưa? Một vậy thôi. Sau khi mình làm xong thì chúng ta sẽ phần đi lên để nó thấp hơn một tí. À, cho nó thấp một tí. Và cái thằng này cho nó nhỏ lại một tí nữa. Đối tượng này cho to là tìm được. Rồi. Bỏ phím G đi nhé. Sau đó chúng ta sẽ làm trơn các cái cạnh này bằng các độ số 1. Chúng ta sẽ chọn các cái điểm này. Chúng ta có thể làm một lần hoặc nhiều lần. Mình sẽ làm hai ví dụ cho các bạn. Có thể làm một lần và nhiều lần. Chọn cái điểm này. Vừa nãy mình đang để in tần đúng không? Và đây chúng ta sẽ làm nhiều lần nhỉ? Một lần giống nhau là chúng ta dùng lệnh finish, lệnh finish để làm trơn cạnh để giúp chúng ta sẽ bo trơn vào cái cạnh này. Mình sau khi bôi trơn cái cạnh nào rồi chúng ta kết thúc lệnh finish, và đây mình gọi là một cái phào bình thường đấy. Cấp thoát cấp độ số 1 ra nhá. Còn cái phào bên này mình cũng làm như thế chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà mình hàn lại thì sao? Copy đi nhá. Cũng là cái phào đấy, nhưng mà nếu mình dùng lệnh các độ số 1 mà mình thêm lệnh grid line, tạo thêm đường line bắt điểm. Đồng ý. Rồi cái điểm này có khi mình chỉnh đi một tí. Cho cái điểm này nó dài ra một tí nữa. Add đi. Đó. Ví dụ cho cái đường này nó dài đây một tí nữa. Nhớ nhá, không được chỉnh cái điểm góc này đi. Chỉnh cái điểm góc, điểm màu vàng này là nó sẽ sai hết. Hai cái tương đối giống nhau đấy. Có cái này sang đi chắc ăn. Copy nhá. Các độ số 1. Chọn grid line. Tạo thêm một đường line mới. Bắt điểm. Rồi đồng ý. Ở đây cấp độ số 1 này. Ở đây chúng ta sẽ phải cũng phải weld hai cái điểm này lại. Weld nhé. Để cho nó hàn lại. Mình cũng cùng cho chạy hai đối tượng này cùng trên một chi tiết. Ok. 3 này. Nếu chúng ta dùng cái chi tiết mà được hàn liền với nhau, chúng ta chạy bằng lệnh bevel profile. Có thể nếu các bạn làm rồi chúng ta cần copy lệnh ở đây cũng được, ở đây mình không cần, ở đây mình sẽ cho chạy nhé. Chọn này BE này, bevel profile này. Đó. Và chúng ta sử dụng chức năng classic và pick, pick vào mặt cắt này. Đó. Thì đối tượng phào này của chúng ta nó sẽ chạy theo cái quy tắc đúng như vừa nãy, nó chạy theo đúng cái hình đó, nhưng mà nó là dạng phào chỉ này. Nhưng nếu mà chúng ta chọn cái phào hở và cái phào này hoặc cái phào này thì được. Chọn đối tượng này, chọn modify, bấm lệnh BE, bevel profile, chọn chức năng classic và chúng ta kích chuột vào một cái phào này thì lập tức nó tạo thành cái cánh. Một cái cánh này thì nó giống như cái cánh mà trên mạng như mình vừa nãy mình nói, thì mình sẽ vẽ lại cái cánh này. Và cái độ nông độ sâu này thì ví dụ có thể vừa mình vẽ tương đối thì nó ở đây là đang sâu quá hoặc nông quá thì mình sẽ chỉnh bằng cách nào. Vừa mình pick vào đối tượng nào thì mình chỉnh đối tượng đó. Bạn muốn nó nông hơn thì mình cầm đối tượng này mình kéo lên.
thì lập tức nó sẽ nông hơn. Muốn sâu hơn nữa thì sâu hơn, nhưng không được đi qua cái đường vàng này. Nếu bạn đi qua cái đường vàng này thì sẽ xảy ra lỗi nha. Tại vì cái đối tượng phào mà chạy qua này thì nó sẽ bị lỗi, nên nó phải làm chạy thì chạy nó chỉ được bằng cái mép này hoặc là dưới cái mép này một tí. Nếu bằng cái mép này là không ăn thua nhá, là nó bị lỗi. Thì đây chính là cái cách vẽ tất cả các loại cửa liên quan đến cổ điển. Các loại cánh cổ điển thì các bạn sẽ sử dụng cách này. Mình sử dụng cách này thì nó rất là hiệu quả. Điểm này này, nó sẽ từ đây đến đây sẽ là độ dày. Đây là độ dày của đối tượng. Đi sang bên trái thì nó sẽ nổi lên, mà đi lên phải nó lại đi xuống, và đi xuống nó sẽ là đi xuống. Và khi kết thúc cái điểm này này, tự động nó dính vào nhau. Còn cái điểm bên dưới thì tự động nó cũng hàn vào nhau luôn. Đó. Thì nó chạy.